Thanh Hoa xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của DKN TV. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ câu chuyện Thế nào là nghèo khổ? Câu chuyện của Trang Tử đã làm thay đổi quan niệm của bao người. Ta vẫn hay quen miệng nói nghèo khổ hay nghèo hèn. Lâu dần ta không còn biết đến một cảnh giới mà chỉ có nghèo nhưng không khổ. Nghèo nhưng không hèn. Đó là cảnh giới của Trang Tử, Lão Tử, Phật Thích Ca Mâu Ni và các cao nhân đắc đạo khác. Trang Tử bận áo vải mà vá, giày cột bằng dây gai. Gặp Ngụy Vương, Ngụy Vương nói: "Tiên sinh khổ não thế ư?" Trang Tử trả lời: "Nghèo chứ không khổ. Kẻ sĩ có đạo đức không bao giờ khổ. Áo rách giày hư là nghèo, không phải khổ. Đó chẳng qua vì không gặp thời mà thôi. Phàm con khỉ con phượng nhảy nhót được thong thả là nhờ gặp được rừng cây to, cành dài, trơn tru dai dẻo. Dù cho bậc thiện xạ như phù mông cũng không sao hạ nó được. Nếu nó rủi gặp phải cành cây khô, gai góc thì sự hoạt động ắt khó khăn chậm chạp. Cũng thời một con thú mà sự cử động dễ khó khác nhau, chẳng qua vì gặp phải hoàn cảnh không thuận làm cho nó không tự do, dùng tận sở năng của nó. Nay sinh không nhầm thời. Trên thì hôn ám, dưới thì loạn tặc, lại không muốn cực nhọc vất vả có được không? Thưa các bạn, ta vẫn hay quen miệng nói nghèo khổ hay nghèo hèn. Ấy là vì ta vẫn đồng nhất chúng với nhau. Đáng nghèo là phải khổ, nghèo là phải hèn. Chúng ta có vẻ rất quả quyết về điều ấy. Nên thay vì chỉ nói nghèo thì ta tự ý thêm cho nó khổ hoặc hèn. Lâu dần ta không còn biết đến một cảnh giới mà chỉ có nghèo nhưng không khổ, nghèo nhưng không hèn. Đó là cảnh giới của Trang Tử, Lão Tử, Phật Thích Ca và các cao nhân đắc đạo. Người ta còn khổ vì cái nghèo là bởi họ không chịu được sự thiếu thốn của vật chất, sự dày vò của xác thịt, sự dằn vặt của cái tâm chấp trước vào danh lợi, vào hình thức con người, trong đó có di diện của bản thân là danh, hay sự trói buộc của cái tình yêu ghét của con người thế gian đối với cảnh nghèo của họ. Có người không thấy nghèo là khổ, nhưng bị người thân, vợ con dằn vặt mà khổ lây, ấy cũng là bị tình làm động tâm. Cho nên chấp trước vào danh lợi tình thì mới thấy nghèo là khổ, nghèo là hèn. Tất nhiên, đối với thường nhân chúng ta, nghĩ thế cũng không sai. Nhưng chúng ta đừng quên rằng, vẫn có những bậc thánh nhân xem thường danh lợi tình, dù họ không lấy khổ hạnh làm mục đích. Những bậc ấy xem thường sự khổ, thậm chí lấy khổ làm vui, nhưng mục đích cuối cùng là thoát ra khỏi cái khổ của con người thế gian. Thời nào cũng có những người như vậy. Ngụy Vương, một quân vương đứng đầu một nước, trên cả muôn vạn người, nhưng vẫn là một thường nhân. Lại từ cái khổ của bụng ta, suy ra cái khổ của bụng người, tức là của Trang Tử, thì suy thế nào được? Chẳng phải như con chim cưu, con ve sầu, mãi mãi không hiểu được con chim bằng ở bể bắc, cánh lớn đến mấy nghìn dặm, sao phải bay đến tận 9.000 dặm cao để thấy được màu xanh rộng lớn thăm thẳm. Cũng như lý luận thô thiển của Bắc Kinh rằng họ đã giúp Tây Tạng, giúp người Tạng hiện đại hóa. Nếu không có họ thì người dân Tây Tạng làm gì có đường nhựa, đường sắt mà đi, làm gì có cao ốc mà ở, làm gì có các tiện nghi vật chất như bây giờ. Nên chính quyền Bắc Kinh đã giúp cho Tây Tạng phát triển, người dân Tây Tạng bớt khổ, người Tây Tạng biết ơn chứ sao lại chống đối. Họ hoàn toàn không cần xét đến người dân Tây Tạng, một dân tộc thuần tín ngưỡng mật giáo, có cần đến sự phát triển hay hiện đại hóa ấy hay không. Có coi cuộc sống thiếu vắng của những tiện nghi ấy là khổ hay không? Có đặt mục tiêu cuộc đời là hưởng thụ những tiện nghi vật chất hay không? Cái người dân Tây Tạng cần là Bắc Kinh phải tôn trọng tín ngưỡng của họ, tôn trọng
quyền tự do của họ. Đừng đập phá chùa chiền, đánh đập sư tăng, hãy trả lại cho họ đất trời, thiên nhiên và văn hóa của dân tộc Tạng. Hãy quay lại câu chuyện giữa Trang Chu và Ngụy Vương về chữ nghèo. Bậc trí giả đã thông hiểu lẽ huyền diệu của tạo hóa, tỏ tường thiên cơ, nắm rõ thịnh suy của xã hội. Của đời người thì còn đặt mục tiêu trở thành phú gia địch quốc, để hưởng cái sung sướng ngắn ngủi chật hẹp của kiếp người nữa chăng? Đã không mong giàu thì ắt họ không thể giàu. Nhưng dù bậc trí giả chẳng cầu sự giàu sang, thì đấng minh quân biết trọng người hiền cũng phải rước họ về làm thầy, mà đãi vào bậc thượng khách để mong họ ra sức cho nước nhà cường thịnh. Người hiền, kẻ tài cao trí cả, sống trong nước của vua mà vua chẳng thèm ngó ngàng gì tới, thì nói gì đến dân thường? Có phải vua mới chính là kẻ nghèo trí tuệ hay không? Người tài mà lại phải mất thời gian lo cơm ăn áo mặc, thì sao có thì giờ đóng góp cho quốc gia? Ấy là lãng phí. Mà người tài bị lãng phí thì có phải đất nước sẽ nghèo đi hay không? Không phải lỗi lầm của nhà cầm quyền như Ngụy Vương thì là lỗi của ai vậy? Thưa các bạn, chúng ta đều biết rõ ràng như lời Trang Chu: sinh không nhầm thời, trên thì hôn ám, dưới thì loạn tặc, lại không muốn cực nhọc vất vả có được không? Ấy hoàn cảnh như thế, thời thế như vậy, muốn không nghèo cũng khó, cũng đành như con vượn con khỉ sống ở nơi cành khô dễ gãy, gai góc khó trèo, như hạt giống gieo vào sa mạc mà thôi. Thưa các bạn, chuyên mục văn hóa của DKN chúng tôi đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bạn.